Tôi đã phải đi vòng sang bên để ngắm lại cây song thân này. Nung vào hai thân. Rất dẻo. Là một đôi. Ông ánh sáng, anh cũng thuộc hội chơi cùng anh Long ạ. À, trong xóm ạ, có chơi cây không ạ? À? Có mấy cây phải. Vâng, anh thấy vườn cây của anh Long thế nào? Cái này là xếp là loại top ten ở trong khu vực này đó. Top ten. Rồi. Anh 80 tuổi. Anh 81. À, anh 81 tuổi. Rồi. Anh hiện có chơi các cái đồ chơi nghệ thuật không? Có. À. Thế anh chơi chủ yếu món gì ạ? Cái cả ối rồi, thế thì tí nữa em đến nhá. Vâng, cán bộ về hưu rồi. Vâng, cán bộ về hưu. Ở hôm nay ở tại nhà anh Long. Vâng. Đây là quay ở tại nhà anh Long thôi, nhưng sợ anh này đi chơi mất. Đây là ghi đến một tẹo ở trong phong cảnh nhà anh Long. Đấy, tuyệt vời như thế này. Tí là sẽ quay một cái vườn cảnh ở ngoài kia. Hiện nay đừng ngồi ngược ánh sáng mặt trời cho nên không nhìn thấy gì. Đấy, chào anh tên là gì nhỉ anh nhỉ? Tôi tên là Bình. À, anh Bình. À, anh Bình. Anh Bình cũng người ở khu vực nhỉ? Tôi cũng ở trong tổ dân phố. À, cùng tổ dân phố. À, tôi quay đến cái tác phẩm song thân này tôi thấy rất đẹp. Thế theo anh cái ý tưởng của cây này thì sẽ được mô tả như thế nào anh nhỉ? Một cây con. Tôi thì hiểu điệu thì cũng hay nghiên cứu để diễn giải nó. Vâng. Nhưng mà thực ra thì mình mọi người, có nhiều người có thể làm cây và không làm được cây, nhưng mà nhìn cây thì vẫn thấy là vâng, biết thấy là đẹp. Biết là đẹp. Biết như là theo anh đẹp. Diễn tả cây này như thế nào? Là một đôi gì? Cây này nó là một cây song, hai cây, hai thân nó song siêu. Ừ. À, nó song thân. Nó hai thân. Vâng. Nó cuộn vào với nhau cũng tương đối hài hòa. Vâng. Và cái để tán lá. Thế này thì gọi là chị em à? Hay là cùng một gốc này cũng có thể. Đâu, có hai, thể... hai, đây hai cây đây. Hai cây đây. Kể cả vợ chồng, bởi vì nó hai cây đây, hai cây. Thì trước đây nếu nó là hai cây thì mình có thể gọi là phu thê được. Phu thê đấy, ừ. Vâng. Có được không anh? Được. Vâng. Nếu như mà người ta trồng ghép nó lại. Vâng, đấy, là đây chính là song thân, là có thể thì là còn nếu như là từ một gốc ấy, thì người một ta gốc mới thì hay không gọi được. Là huynh đệ. Chỉ là, vâng, từ. Một gốc thì là huynh đệ thôi. Như đây rõ ràng là hai thân này. Nhìn này. Sau khi nhiều năm vâng. Kết lại với nhau qua đẹp vậy, một gia đình như rất là hạnh phúc. Vâng, đúng rồi, người chồng che chở cho người vợ quá. Ý tưởng có thể là như thế. Đây, nhưng mà đây thì đúng là phải nói là tỉ muội đấy, quấn lựa. À đấy rồi, đây ấy là cây tỉ muội rồi. Và đây là một tác phẩm tỉ muội, lộc vừng tỉ muội, thân nó uốn lượn và nó chen nhau, che chở cho nhau và nâng đỡ nhau, giống như là một đôi chị em. Đôi chị em gắn kết nhau rất là hòa thuận và rất gắn kết. Có đây đúng cái, là tỉ muội rồi tình và một đôi chị em rất là ruột rịt, hay nói khác là hai chị em rất xinh gái đứng đứng gần nhau, được đặt trên một tảng đá. Đúng là những tác phẩm của anh Long làm rất kỹ. Người chơi phải nói là người chơi kỹ. Anh thấy cái tác phẩm này đúng như thế không? Để. Chơi rất kỹ. Đấy, chẳng mấy khi mà lại được ngắm nhìn những tác phẩm bonsai. Chào anh nhá. Vâng. Anh cũng ở trong hội sinh vật cảnh nhỉ? Vâng. Cùng với các bác này. Vâng. Anh Tiến cũng sinh hoạt với các. Anh Tiến cũng sinh hoạt vâng. Đấy, tôi rất thích cái tác phẩm này, còn đối với các anh ở đây, tác phẩm bên này. Tác phẩm này là một cái cây trực cũng về kích thước cũng như là tầm vóc của nó là rất là hợp lý trong cái khuôn chơi, thì trong một cái kích thước mà đang được người thích ngưỡng mộ. Và nếu mà cách chơi thì người ta gọi là tỷ lệ vàng và những thổi hồn vào tất cả những người chiêm ngưỡng. Rồi cây mang đi Huế, cây nào cây này mang đi festival gửi chúng tôi. À thế à, cái này đi Huế ạ. Vâng, chào bác.
trông hoành tráng lắm. Hoành tráng lắm, tay chơi lắm. Đây này, cái một cái cây như thế này này. Đây mới là tác phẩm để đời. Vâng, là một trong cái tác phẩm để đời, theo anh ấy nói. Bởi vì là người ta thiết kế là các cái cành, anh xem cái chi tiết cành. Đúng rồi. Cái cành này nó có gì đặc biệt anh nhỉ? Là được tay buông, tay rơi. À đấy, đúng rồi. Một tay rơi, tay buông. Tức là nó tạo lên một cái thế gọi là tam địa nhân. Và tay chỉ chơi thôi, tay chỉ đất. Đây là cái lối chơi cổ, nhưng mà nó vẫn giữ được các cái nếp của hiện đại. Cái này nó là cây, nó là nhịp cầu nối của nhiều thế hệ này là nó là nhịp cầu nối của nhiều thế hệ, cũng như anh vừa nói đấy, nó thả một cái để cho người xem, nó người ta hiểu được là thiên địa nhân. Vâng, tay có chỉ nhân đất. Sinh quan có thế giới quan, đúng rồi, nó có đầy đủ hội tụ lại toàn bộ một cây này là trong vườn này rất là đẹp, linh sinh vượng khí của thiên địa và con người. Vâng, tạo ra một cái cây như này, đúng như thế, nó toát lên cái hồn của những người chơi, được thả hồn vào đây, thả hồn vào cây, hay nói một cách đúng nghĩa là của ông chủ thả hồn vào đây. Vâng, một bức tranh sống, một tác phẩm như thế này thì đúng là một bức tranh sống, nhiều người phải hỏi. Hội họa thì nó là một bức tranh sống, nhiều người phải hỏi đến, nhiều người chiêm ngưỡng thấy được giá trị của nó. Có cái góc quay nó hơi hẹp, quay rất khó nhưng vẫn nhìn được. Bệ rất đẹp, thân thì luôn rơi vào tỷ lệ vàng. Đang đứng trích đây thì tôi sẽ quay cho các bạn có thể quan sát dễ. Nhưng góc quay đã hết. Quá nắng. Những cây tùng như thế này rất là đúng là tùng bonsai. Các bạn có thể quan sát số điện thoại. À đây là anh ấy nói là cây cho một người khác mượn cây này mới lấy về. Cái tùng mùa này tốt nhỉ. Vâng. Thế nào anh thấy cây nào đẹp nữa ở đây anh? Ở đây thì khả năng là cây nào cũng đẹp. Không, cái cây ngay bên cạnh anh đây. Vâng. Mình phải chọn ra cái anh đẹp hơn. Vâng. Vâng. Cây này anh thấy nào? Cũng đẹp. Nó là chỉ là cổ thụ, cây cổ thụ như vâng. Vâng, bonsai đã tạo thành một cây cổ thụ rất là già. Vâng. Rất đẹp. Những cây này anh ấy mới mua về, anh ấy nói là như vậy, nó vẫn để nguyên các cái cáp treo. Nó quay rất hẹp nên tôi sẽ để lâu ống kính để các bạn quan sát. Thu toàn bộ trong ống kính. Đúng là cây nào cũng có đẹp, răng đẹp. Đã răng đẹp thì lại không thể bỏ qua được. Đấy, một tác phẩm mới đường làm cũng đẹp như thế này. Rất nghệ thuật.
những tác phẩm nhỏ, xi nghệ thuật. Tác phẩm xi rất đẹp. Rất sạch sẽ. Một cây ba thân bonsai. Cảnh hai thân bên cũng rất dẻo. Thân chủ cao. Cũng là cây ba thân. Thân chủ trực cao. Và hai cành bên cũng rất tốt. Và bên cạnh lại một tác phẩm mang một sự hài hòa của sự kết nối. Tôi phải ngồi xuống đấy, đẹp như thế này. Cũng là một tác phẩm nhỏ 30 phân nhưng đã hội tụ được tất cả các yếu tố của một cây bonsai. Rất đẹp. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 cho nên là rất oi ả. Tôi vẫn phải cầm ô. Lúc thì le lói ánh sáng, lúc lại râm rẩm như muốn mưa. Và tay tôi vẫn đương phải cầm ô để quay chi tiết từng tác phẩm. Bởi vì trong vườn này những tác phẩm nào cũng đẹp. Đây, hai bên. Một đôi tùng La Hán. Hoàn tự rất dẻo. Về bên tôi sẽ quan sát nốt hai cây một đôi tùng vì nó đã tạo thành đôi. Đôi tùng rất đáng giá. Mộ bệ của nó cũng rất to. Đường được phủ và che nắng. Những tác phẩm thủ công. Ngọn của nó rất đẹp. Đấy, cảnh hoành ra như thế này. Rất chuẩn chỉ. Thân chính, bốn cành, một ngọn. Cành ở bên. Và con tử được làm lại rất dẻo.